Xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB trên mọi miền tổ quốc các bác nhé. Hôm nay bên shop tiếp tục lên và giới thiệu cho bác và anh em một số cái mẫu bơm tay và bơm máy nhé. Giá thì vô cùng là hợp lý rồi đó. Thì sắp tới các bác muốn mua bơm tay hay bơm máy thì các bác cố gắng theo dõi hết video giúp em nhé. Em sẽ giới thiệu từng mẫu bơm và báo giá công khai cho bác và anh em. Đặc biệt là hôm nay khi các bác mua bơm sẽ được tặng một combo rất chi là phong phú các bác nhé. Đấy, đầu tiên combo tặng các bác nhìn trên màn hình nhé. Các bác thích tặng một cái combo gì hay các bác lấy những cái phần quà gì thì alo cho em nhé. Đầu tiên cái combo đầu tiên khi các bác mua bơm ấy, các bác mua một bơm sẽ được tặng theo một cái van làm một chiều nhé. Đó, anh em nào đã chơi củi lửa các bác biết rồi, cái van làm một chiều để anh em bơm hơi vào bình vào van điều áp rất chi là cần thiết. Cái này nó cũng không hỏng mấy, nhưng mà đôi lúc nó hỏng không có cái này các bác cũng không thể chơi được đó. Các bác nhìn thì cứ tưởng nó nhỏ bé đơn giản nhưng thực ra cũng không đơn giản thế nào đâu nhé. Các bác mua một bơm máy hoặc một bơm tay sẽ được tặng một cái van làm một chiều như này, trị giá khoảng 80.000 em đang bán trên thị trường các bác nhé. Đó, đấy là quyền lợi của bác và anh em này. Combo thứ hai, các bác mua một bơm thì sẽ được thêm một cái laser nhé. Các bác chọn cái laser nào cũng được nhé. Đấy, cái thẻ lại các bác mua được, các bác chọn laser thì tức là các bác mua một bơm này, các bác lấy theo một laser thì em sẽ khuyến mại cho anh em laser khuyến mại 100.000 nhé. Đó, thì anh em mua cái laser đầu đạn này, cái laser đầu đạn như này em đang bán giá thị trường là bao nhiêu ạ? 260.000 thì hôm nay khuyến mại cho anh em 100. Các bác lấy thêm laser các bác phải thanh toán thêm 160.000 nữa nhé. Các bác lấy bơm, các bác thanh toán theo, các bác lấy bơm và laser các bác thanh toán cho em 160.000 nhé. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu, chỉ có 160.000 các bác sở hữu ngay một combo bơm và laser nhé. Đấy, các bác không lấy laser các bác không phải thanh toán thêm 160.000. Hoặc các bác mua bơm và bình carbon, các bác mua bơm và bình carbon như này cũng được nhé. Thì các bác mua một bơm này sẽ được khuyến mại một combo mua bình carbon Bắc Đa giảm giá cho anh em 200.000 nhé. Cái con bình carbon Bắc Đa này em đang bán giá bao nhiêu ạ? 1.850.000 các bác mua theo bơm, tính các bác 1.650.000 nhé. Đó, các bác không nghe nhầm đâu ạ. Đấy, thì cái hình thức về combo này thì các bác thích chọn combo nào được nhé. Các bác không thích lấy laser các bác có thể lấy combo van nạc, hoặc các bác mua combo bình carbon được nhé. Đấy, còn bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho bác và anh em về bốn cái mẫu bơm tay nhé. Giá thì cam kết các bác giá rẻ tụt quần nhé. Đây, đầu tiên thì sẽ lên và giới thiệu cho bác và anh em cái con bơm tay nhé. Đây, con bơm tay này là bơm tay của hiệu FB con báo các bác nhé. Đấy, bơm tay hiệu FB con báo các bác nhìn cho em này. Cái con bơm tay này thì đồng hồ sẽ là đồng hồ to các bác nhé. Lọc ẩm sẽ là lọc ẩm to, siêu to khổng lồ luôn. Đó, đây, đồng hồ to, lọc ẩm to. Chân con này sẽ là gấp các bác nhé. Đây, chân gấp đây. Đấy, đồng hồ dầu 50 VBA xịn sò cho anh em nhé. Chất như nước cất, lọc ẩm là lọc ẩm to này. Tay cầm chống thiên chống trượt. Con này hôm nay bên em bán khuyến mại cho các bác và anh em 650.000, bao ship tận nhà cho bác, cái nơi nó kiểm tra trước khi thanh toán nhé. Cam kết các bác mức giá em đưa ra cho bác là mức giá rẻ nhất và tốt nhất ở trên thị trường thời điểm hiện tại rồi. Nên các bác muốn mua hàng thì nhanh tay gọi điện trực tiếp đến hai đầu số trên cửa shop để đặt hàng các bác nhé. Bên em ship code COD 63 ra tỉnh thành đến nơi các bác kiểm tra trước khi thanh toán. Con bơm thứ hai lên giới thiệu cho bác, con này cực kỳ là xịn sò cao cấp này. Đây, các bác nhìn cho em, con bơm này bơm của hãng Honda đó. Cái này thì bản nâng cấp, lọc ẩm sẽ lọc ẩm to, chân gấp, đồng hồ dầu. Còn cái hãng Honda thì nó bản nâng cấp của 2024. Anh em dùng khá là nhiều, con này thì có ưu nhược điểm á. Ưu điểm là con này có nước làm mát trong bơm, bao cho anh em chống nóng nhá. Bơm nhanh, bơm nhẹ, cực kỳ là hịn hò các bác, cực kỳ là xịn đấy. Con này thì mức áp tối đa cho bác và anh em bơm từ 300 cho đến 350 cân nhá. Giá công khai con này là 900.000, con bơm Honda bảo hành cho anh em và 12 tháng con bơm này nhé. Đấy, thời gian bảo hành cực kỳ là dài nên em cứ yên tâm về chất lượng nhé. Con bơm Honda là một trong mẫu bơm bán chạy nhất trên thị trường, được các bác tin tưởng và sử dụng khá là nhiều rồi. Giá của con bơm Honda là 900 các bác nhé, 900. Các bác lấy theo laser đầu đạn tia đỏ các bác thêm 150.000 nữa nhé. Đấy, các bác lấy bình carbon Bắc Đa thì sẽ khuyến mại combo cho bác giảm giá 200 nhé. Đấy, giảm giá 200 cho anh em. Còn con bơm giới thiệu để cho bác hai con bơm này. Con bơm đầu tiên thì là con bơm COC mẫu cũ này, con bơm thứ hai là con bơm COC mẫu mới. Đấy, các bác nhìn so sánh cho em hai dòng nhé. Đây, cái này thì lọc ẩm sẽ lọc ẩm to, con này lọc ẩm bé. Đấy, con em giới thiệu cái mẫu cũ trước đi. Mẫu cũ thì anh em sử dụng khá là nhiều rồi. Đây, chân thì con này không gấp nhé. Đấy, các bác nhìn này,
đồng hồ sẽ là đồng hồ khô. Đấy, con này giá công khai cho anh em là 1.850.000 nhé, 1.850.000 bao ship tận nhà cho bác, bốc tay COC. Con này là mẫu cũ. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho bác và anh em về con bơm COC mẫu mới nhé. Đây, trên tay em đang cầm con bơm này, con bơm COC mẫu mới này. Nó khác bọt sau con mẫu cũ kia. Thứ nhất, để em đi mấy vấn đề cho bác nhé. Khác bọt thứ nhất, con này đồng hồ sẽ là đồng hồ dầu 50mPa các bác nhé. Đấy, ban đêm có dạng quang nhé. Cái thứ hai, bản cải tiến này chân có thể gấp được. Đấy, các bác nhìn. Rất chi là tiện đúng không? Đấy. Cái thứ ba, nó có cục nọc ẩm than hoạt tính ở đây, siêu to khổng lồ cho anh em luôn nhé. Nọc ẩm than hoạt tính thì các bác biết là nó cực kỳ là cao cấp rồi đúng không? Vì nó là hàng cao cấp mà. Đó. Hiện tại con bơm này thì đang được bên em bán giá công khai nhé, 1.900.000. Con này nó có ưu điểm là có nước làm mát trong bơm, bao cực nhanh và nhẹ, siêu bền nhé. Con này thì đã được nhà sản xuất nâng cấp về hiệu suất của bơm thêm 20%. Tức là các bác bơm như cũ này, các bác bơm 10 cái thì các bác chỉ cần bơm con này 8 cái thôi là bằng con kia bơm 10 cái nhé. Đấy, giá thì hiện tại để cho bác và anh em giá vô cùng là hợp lý, chỉ có 1.900.000 thôi. Đây là mức giá đang được bên đại lý khuyến mại để cho anh em dùng thử nhé. Bơm COC mẫu mới giá 1.900.000 bảo 18 tháng các bác nhé. Đấy, con này 1.900.000, mẫu cũ là 1.800.000. Mỗi con nó có một cái sự khác biệt khác nhau và chất lượng thì nó, con này thì có thể khẳng định các bác đẳng cấp top 1 trên thị trường Việt Nam. Sau những con mẫu cũ này thì giá nó chênh lệch một chút xíu thôi. Đấy, thì các bác thích lấy cái mẫu cũ được, mẫu mới được. Theo em thì cái con mẫu mới này thì khách hàng em dùng phản hồi lại rất chi là tích cực. Các bác không bao giờ phải hối hận khi bỏ ra 1.900.000 nhưng mình sẽ có con bơm siêu siêu mẫu mới đâu nhé. Và bây giờ em giới thiệu nhanh cho bác về hai cái mẫu bơm máy này. Đó. Cái mẫu bơm máy đầu tiên giới thiệu để cho bác này. Con này là con bơm máy Yanmar nhé. Đấy. Để dịch ra này cho bác xem rõ không ạ. Đây, con bơm này máy là bơm máy Yanmar. Con này sẽ là đầu bò, sẽ đầu bò lớn các bác, đầu bò lớn này. Nó thì có ốc chống cháy nổ này, có thể cài đặt áp suất tự động ngắt. Đến từ một thương hiệu Yanmar của Nhật. Con này giá công khai 4.800.000 đầu bò mới này. Đầu bò lớn này, bơm cực kỳ là khỏe khoắn nhé. Anh em cứ yên tâm về chất lượng của con bơm máy này, bảo hành chính hãng 24 tháng trên toàn quốc nhé. Các bác bơm khoảng độ tầm từ 100 đến 300 cân ấy, chắc khoảng độ tầm 2 phút các bác nhé. Đấy, 2 phút cho đến 120 giây các bác nhé. Đấy, thời gian bơm cực kỳ là nhanh nên anh em dùng con này có thể nói là quá là đẳng cấp nhé. Cây bơm vàng trong làng chơi PC. Đấy, còn bây giờ em sẽ giới thiệu đến cho bác và anh em cái mẫu bơm bình dân nhé. Mẫu bơm bình dân thì hôm nay lên cho bác con bơm này là con bơm Tiger nhé. Con bơm Tiger này nó sẽ có, đây các bác đợi em chút xíu nhé. Con bơm Tiger bác nhìn rõ logo đúng không? Đấy, hiện tại con bơm này là bơm Tiger đến từ thương hiệu Tiger, nó có logo hình con hổ nhé. Đó, con này đồng hồ sẽ đồng hồ dầu, có ốc chống cháy nổ này. Con này bơm cho các bác bơm lên cực kỳ là khỏe và nhanh nhé. Giá công khai cho bác con bơm Tiger nhé, giá là 3.200.000 bao ship bảo hành toàn quốc 18 tháng các bác nhé. Đấy, mẫu bơm máy Tiger là một cái mẫu bơm máy được anh em tin tưởng sử dụng khá là nhiều trong tầm tiền trên dưới 3 triệu các bác. Đấy, con này thì chắc chắn sẽ làm hài lòng các bác khi các bác chơi những cái mồi với điều kiện là các bác mới chơi này hoặc kinh tế hạn hẹp, thì đây là một cái sự lựa chọn vô cùng sáng suốt cho các bác nhé. Đấy, là sẽ tiếp cận giá công khai là 3.200.000, bơm máy Yanmar là 4.800.000 nhé. Đấy, còn các bác nào mua bơm máy cũng sẽ được khuyến mại như bơm tay nhé. Các bác lấy laser thì thêm 150.000 này, các bác lấy bình carbon thì bớt cho 200 này, hoặc tặng cho bác một cái van nào một chiều thì giá vẫn giữ nguyên các bác. Đấy, còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nhé.